오늘 주제는 네네 네네 요거 읽어요. 읽어주세요. 타이틀 언어 번호 6 노환 노환 번호 요원 네네 요원 자오도의 농유 자오도의 농유 trao đổi ngôn ngữ.네 오늘 주제 직업 오늘 주제 주제 지금 예예 지금 직업 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 업 지금 네네 지 진호 진호 직업 네네 예예 네 능력, 능력, 맞아요? 능력, 땡볕. 어떻게 읽어요? 능력, 맞아요? nghề능력, 오케이, 오케이. nghiệp 능력, 네네. 티앵한 읽을게요. nghề nghiệp네네. 네 직업, 회사, 일자리, 경력, 이력서, 인터뷰, 고용, 상사, 급여, 업무. 이렇게. 아, 읽어봐요. 한국. 땡안, 땡안. 직업. 네니엽 봉피 윅람 빙녀 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 냅냅냅냅 네네 예, 읽어보세요 맘, 땡아 네 직업 회사 읽어보세요 포테토, 빙한, 포테토, 빙한, 직업, 회사, 일자리, 경력, 이력서, 인터뷰, 고용, 상사, 급여, 업무. 네네. 읽어주세요. 행한 읽어주세요. 예. 네네. 예. 직업. 직업, 직업, 회사. 회사, 일자리. 인자리, 경력. 하, 경력. 요, 요, 공, 공력, 네. 이력서. 이로써 네. 인터뷰. 인터뷰 네, 인터뷰. 인터뷰 인터뷰. 고용. 고용 네. 고용 상사. 상사. 상사 상사 급여 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 어 응. 예 업무 업무, 네네 업무, 네아 업무. 땡볕 읽을게요 비엣, 네네엽 공 네, 백남 네. 빈엽 빈엽 so you list 리릭 공반 việc làm sắp phỏng vấn. luôn công việc à,읽어주세요 tốt lại tiếng Việt tốt lại tiếng Việt
nhẹ công ty việc làm nhẹ so you lý công văn việc làm sắp luôn công việc nghề nghiệp công ty việc làm chính nhẹ tổ yêu lý lý lịch công văn việc làm tiếp luôn công việc nghề nghiệp công ty việc làm tín nhiệm tôi yêu đi cũng vậy việc làm chất lượng công việc nghề nghiệp công ty biết làm tín nhiệm tôi yêu lý lịch công văn biết làm luôn công việc ok Nè nè tốt tốt lại tiếng Việt có một thay quá. yeah. Nghề nghiệp Nè công ty việc làm kinh nghiệm sơ yếu lý lịch phỏng vấn việc làm sếp lương công việc. nghề nghiệp công ty việc làm kinh nghiệm so yếu lý lịch phỏng vấn việc làm sếp luôn luôn phỏng vấn sếp Nương công nương nương lương lương nương nên lương nương nương lương money nên. yen ok ok Bạn chán thật có thể tôi nghe đốt tiếng cao cao đọc câu gạo thiên hạn là nên hiện giờ 회사에서 일자리를 찾고 있습니다. Doc 나는 나는 현재 현재 회사에서 후 회사 회사에서 일자리를 일자리를 찾고 있습니다. 찾고 있습니다. 하고 있습니다. Tiếng Việt, tôi hiện đang tìm Cô kiếm việc làm tại công ty.읽어주세요. Đọc lại. Tôi hiện. Em đọc lại. Tôi hiện. Tôi hiện đang tìm kiếm việc làm tại công ty. Ok. Đọc, đọc. Yeah, đọc tiếng Việt. tôi hiện đang tìm kiếm việc làm tại công ty. Tôi hiện đang tìm kiếm việc làm tại công ty. Ok. Nghe Tôi đốc thiên hán. Thống nhất nghe qua 이력서를 업데이트 하셨나요? đốc thống nhất thiên hán. Thống nhất qua. dùng đốc dùng đốc Thống nhất qua. dùng đốc Qua. qua dùng đốc qua 이력서를 y đoan sơ업데이트 rừng gom tê y thu하셨나요? 하 나요? 네요 하 오케이. 죠 thiên bếp. Thiên 네요 bếp. Đốc thiên bếp. Bạn네 đã cấp nhất kinh nghiệm
Và số you lyric chưa? Em đọc lại. Anh có thể đọc lại. Đọc chứ. Nghe Bạn rồi. đã cập Yeah. bạn đã cập nhật kinh nghiệm và sơ yếu lý lịch chưa? Bạn đã cập nhật kinh nghiệm và số lịch chưa? Yeah. Ok, thế hẳn.새로운 고용 기회에 대한 인터뷰 일정이 잡혔습니다. 오케이, 엠 독라이. 새로운. 새로운 네. 고용 기 예. 하위 에드 안 대한 인터뷰. 예, 인터뷰. 인터뷰 네. 긴 정이 정의 함 잡혔습니다. 잡혔습니다. 함 잡혔습니다. 함소 잡혔습니다. 함주 습니다. 오케이, 오케이. Tiếng Việt. Lịch phong văn cho cô hồi viết là mối đã đúc đắt. Đúc lại tiếng Việt. Lịch phong văn cho cô hồi viết là Phỏng vấn mối. cho cơ hội việc làm mới đã được đặt. Lịch phỏng vấn cho cô Lịch hỏi việc phỏng vấn cho việc làm mời đã được chặt. Ok. Thiên Hán. 그는 경력이 풍부하여 상사로 đã임명되었습니다. được đặt. Ok. Đọc 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 lại. Em đọc Thiên Hán. Gào Thiên Hán. Đọc lại Nè C2 nè. No no. 최소 군 그는 this 그는 hả? 그는 À, 그는 học 경력이 in 풍부하여 trong nhau đi không bu ha được하여 상사로 cho song sa đô임명 song sa네. sang sa đô임명되었습니다. 임명 토 되었습니다. 왜 왜었습니다. Ok, tiếng Việt. Này khó Anh đọc lắm. ơi, đọc Chơi vô nhịp làm sắp bị cô kinh nhé. Anh ơi, ok, đọc lại tiếng Việt, câu tiếng Việt. anh ấy được bổ nhiệm làm sếp vì có kinh nghiệm. Anh ơi, đọc bổ nhiệm làm sếp bị có kinh nhận. Ok. Vì có anh ấy được bổ nhiệm Anh làm sếp ơi. Yeah. vì có kinh nghiệm. Anh ơi, làm sếp Yeah. gặp bị kinh nhận. Ok. Sai sai sai. Không đúng. Yeah. Anh ấy Okay, this one. được bổ nhiệm làm sếp vì có kinh nghiệm. This one. Thiên Hán. 업무에 대한 책임감이 필요합니다. Đọc. Đọc lại. Gào Thiên Hán. Ông업무에. Yeah. đàn Nè,업무. Yeah. âm mưu Nè. tê hát Taking chen chen ghim Tami khang y khang mi hả Pido pin đô ham nhị ta Okay. piro ham nhị ta Nè nè nè. Tiếng Việt. piro ham nhị Nè nè. Gắn cô dinh tan tan nhập đối với công việc. Đọc lại. Câu tiếng Việt. nên
Cần có tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Cần có tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Ok. Nè, Thứ nè. 그녀는 회사에서 새로운 업무를 시작했습니다. 그녀는 그녀는 네. 네. 회사에서 새로운 운 업무를 업무를 시작했습니다. 오케이. 시장회 네, tiếng Việt. Cô ấy công bắt ty hay đầu sao? công việc mới tại công ty. Ok, tốt. Tốt. Câu tiếng Việt. Cô ấy bắt đầu công Cô ơi, bắt đầu công việc mới tại công ty. Now, công Thiên Hàn, câu Thiên Hàn. 회사에서 주최하는 팀빌딩 이벤트에 참여하세요. 독, 태안 회사에서. 회사에서. không nghe được.회사에서 주최하는 팀빌딩 이벤트에 참여하세요. 네네. 이거 읽어요. 회사에서 주최하는 팀빌딩 이벤트에 참여하세요. 호텔 독 가우팅은 회사에서 하는 추진하는 네네 팀 빌딩 이벤트에 팀이 참여하세요. 네네네 탱베 hai trăm giáo sư khuyên tại chúng tôi do công ty tổ chức có thể đọc cao tiếng Việt. Nhé. Hai Hãy trăm. tham gia sự kiện xây dựng đội do công ty tổ chức. Hai trăm giáo sư khuyên tại Hãy chúng tham tôi do công ty tổ chức. Ok. thiên hắn 일에 대한 chức. 열정과 의지가 성공의 열쇠입니다. 예, 독, 아, 독, 아, 가오 thiên hắn 일에 대한 네, 기내 때, 아, 기내, 네. 기내 때 한, 기내 때 한, 열정과 정, 정, 과 중화, 네네 의지가 중화, 중화의 지카, 공예 동의, 열쇠 동의, 영세입니다. 오케이 땡볕 님 다음에 바 꿰땀 라 치아과 후아 탄공 탄공 오케이 똑탄 오케이 한, 오케이, 독, 가오, 팅, 벳. 독, 가오, 팅, 벳, 네. niềm, 네, niềm đam mê và quyết tâm là chìa khóa của thành công. Niềm đam mê Thành và quyết tâm là chìa khóa của thành công. công. Ok, 마지막. Thiên hắn, gạo, thiên hắn.
인터뷰에서 나의 역량과 강점을 잘 어필하세요. 이렇게 녹아우팅한 인터뷰에서 이거 인터뷰 인터뷰 네네 됐어요. 인터뷰에서 네네 나의 나 예 내의 예 역량과 역역 양과 강점을 능력 좀 한좀 중근 잘잔 어필하세요. 잘 어필하세요. 어필하세요. 네네네. 아, 땡볕 종 구어공관 하이람 노이 밭 기냥 구어반 오케이 호텔 도크 가오 땡볕 Trong cuộc phỏng vấn, hãy làm nổi bật kỹ năng của bạn. trong cuộc phỏng vấn hãy làm nổi bật kỹ năng của bạn. Ok. 오늘은 하나 할게더 있어서 호텔 뭐 이거 할 거예요. 좀 어려운데 와 웨더 호텔 네. 직업 독라이 독독 직업 예일 직업 또는 직무와 관련된 일반적인 활동이나 일. 보태도 일. 일. 답 일. 나이 일 직업 또는 예 직업 또는 이거 네. 이거 또, 지금 아, 직업 또는 직무와 관련된 하? 직무 또는 네네 직무와 진무와 관 연된 일반적인 활동이나 일. 네. 동이나 일. 오케이. 네, 티앵벳 넘어갈게요, 그냥. 네. 네. 홍백 네. 와. 양의 규대 망의 다당남 읽을 수 있어요? 독라이 땡볕 녜녜 공백 녜녜 호악 냔예 그때 망의 다당남 송띠 또 죽인 요원 호악 요원예 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 종 보이 목주 로이 투안 백람 백람 공백 구대마 모이 라오 똑뚝현대 기염성 빈엽 휴휴휴휴 오케이 엠엠 고테 디스 hôm nay
măng măng không 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 thể không thể ok. Kinh nghiệm chưa biết bao kỹ năng mà một người cô tốt qua tôi dám làm việc so you lý lịch tài liệu thông học về quan trình học bạn. Ok. Em có thể đọc tiếng Việt? No. Tôi tài liệu tổng hợp về quá trình học văn công việc và kỹ năng cá nhân của một người. Ok, hôm nay nói đó직업, 일, 직업 또는 직무와 관련된 일반적인 활동이나 일, 회사, 사업체 또는 기업을 가리키는 조직적인 단위, 일자리, 개인이나 그룹이 생계를 유지하기 위해 하는 일, 경력, 개인이나 조직이 어떤 일을 수행한 기간 동안 얻은 지식과 기술, 이력서, 개인의 학력, 경력, 기술 등을 정리한 문서. 오케이. 인터뷰. 직원을 선발하거나 정보를 수집하기 위해 질문하고 답하는 프로세스. 고용. 일자리를 제공하거나 어떤 사람을 고용하는 행위. 상사. 조직이나 회사에서 다른 직원들을 지휘하는 상급자. 급여. 근로자에게 주어지는 정기적인 금전 보상. 업무. 개인이나 그룹이 수행해야 하는 특정한 일. không học được.오케이, 중학. 아, 나 중학. 이거 잘못됐다. 아, 나 중학. 아니, 닝냅. 공부한 과진 다까호 이바짜이로이 된 단자 기능 và sư phụ học bồi công việc. 공부한 고용. Việt Nam. Giang tay của việc của công việc bà đang làm việc. Sang xa. Boss. Sếp. Người quản lý hoặc người có tam quan lãnh đạo chung một tổ chức. Sang xa. Luôn. Sang xa. Luôn. Luôn số trên tốc trả đổi bởi công việc hoặc đi biểu cụ thể cứ biểu salary ra salary salary luôn số tiền độc tài đối với công việc hoặc đi biểu cụ thể của dụng của việc salary task ấm mù task ấm mù công việc của thể hồ nhiệm biểu can được hoàn thành không thể học. Ok. Không thể học. Ok. Yeah.